Xin chào các bạn. Hôm nay mình rảnh ráo ráo rừng chơi. Nó gặp gì quay cho các bạn xem. Ây da. Có một con mít to cưa. Cái đây mà khó có một con mít to cỡ đây lắm các bạn. Mít đây là thời xưa còn sót lại này. Wow, to. Đàn cũng to luôn. Mình thấy cây bít đẹp quá cho nên mình quay. To quá trời to luôn. Không biết của ai mà to luôn. Để mình ôm thử. Hai ôm luôn. Mình biết hai ôm, và hai ôm. Mít này dạng coi, mít cố thủ rồi nè. To quá to. Đây là mít chân mít của người ta này. Đây là nếu anh bán tiền không nè. Đây các bạn thấy. Mít cái tàn to. Quá trời to rồi. Cái trái đó, thì bắt đầu có trái to các bạn, theo mình là thấy cái mít đi phá to này đây. Mình xin kết thúc video ở đây nha.